Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình rất là vui vì vừa được mới sửa một cái cặp lông mày rất là xinh cho chị gái cũng rất là đẹp. Chị ơi, anh là chị em xin phép được hỏi tên chị và chị đến từ đâu đúng không ạ? Chị Oanh, chị ở Ba Đình, Hà Nội. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Oanh. Chị Oanh ơi thì em muốn hỏi thăm chị là cái tình trạng cũ của lông mày của mình ý, trước khi mà đến sửa bên em thì nó như thế nào và tại sao chị lại muốn sửa nó đi hả chị Oanh? Vì lông mày của chị ban đầu là nó hơi thưa, nó mỏng. Sau khi làm lần đầu thì chị muốn nó đậm hơn thêm một chút. Dạ vâng ạ. À, cái lông mày cũ của chị là chị đã từng làm rồi và mình qua đi cây để xử lý hút mực đúng không chị? Đúng rồi. À vâng ạ. Thì cái lông mày cũ của chị thì cái tình trạng nó là như thế nào? Vì sao chị không ưng mà chị lại đi hút mực hả chị? À, tại vì là lần đầu là làm nó cái nét nó cứng, nó không đẹp. Với thứ hai là cái mực nó gọi là bị trổ màu. Dạ vâng ạ. À vâng, à, sau khi hút mực tại đi cây thì chị đã có một cái cặp lông mày mới rồi và em muốn hỏi là cái lúc mà hút mực ấy thì chị có cảm thấy đau đớn hay là khó chịu hay bong chóc gì không ạ? À không, hút mực thì nhẹ nhàng lắm em, chị dạ hút vâng. 3 lần nhẹ nhàng lắm. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. À, hôm nay thì chị đã có một cái cặp lông mày mới với công nghệ mới là sợi hair shock. Thì trong cái quá trình mà làm lông mày ấy, chị Oanh có cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì không ạ? À, chị không, chị cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Vâng ạ, có khác với lần trước chị làm không chị? Ừ không, chị cũng không thấy. À, lần này thì nhẹ hơn. Vâng. Lần này thì có nhẹ hơn lần đầu. Dạ vâng ạ. Chị ơi, em xin phép được quay sát cái lông mày của chị để cho mọi người có thể nhìn thấy ạ. Vâng, tình trạng của chị Oanh là gần như là không có lông đâu ạ. Đây, chỉ có 1-2 cọng ở đây, rất là ít. Và sau khi mà mình hút mực xong ấy, thì mình đã làm lại sợi cho chị Oanh. Mình thêm sợi vào những cái vùng này. Và với cái công nghệ mới là sợi hair shock, là cái sợi mà nó rất là siêu thực. Nó sẽ đi vào những cái vùng da của mình rất là nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng đậm nhạt rất là rõ nét, khiến cho lông mày của mình cảm giác nó dày dặn hơn rất là nhiều. Sau khi mà hoàn thành xong sợi hair shock thì chị Oanh sẽ đợi bong ra. Và sau khi bong ra rồi thì chị qua em kiểm tra ngày hôm nay là ngày lần thứ 2 để dậm cái lông mày của mình để cho nó cái sợi nó sắc nét và nó đậm hơn một chút xíu. Bởi vì lần 1 là bong ra đã khá tự nhiên, nhưng chị Oanh muốn là thêm một chút ở đầu và khiến cho lông mày của mình nó sẽ đậm hơn một chút xíu. Hôm nay sau khi mà hoàn thành cái lần dậm thứ 2 thì lông mày đã trở nên rất là hoàn thiện. Và bong ra thì lông mày, cái sợi mày nó sẽ giữ được khoảng tầm 85-90% đối với công nghệ sợi hair shock nhá. Cho nên là chị em hoàn toàn yên tâm, bởi vì là những cái ca khó như chị Oanh là không có lông một chút nào nhưng mà vẫn làm được sợi bình thường, chứ không có lo lắng là mình đã từng phun hỏng rồi hoặc mình đã từng làm rồi mình không có lông mày thì sẽ không làm sợi được. Đấy là cái tư duy rất là cũ kỹ nhá. Còn đến với một cái nơi mà chuyên sợi và xử lý trực tiếp, cún sẽ trực tiếp xử lý cho mọi người, thì mọi người hoàn toàn yên tâm, những ca rất là khó thì đều xử lý được sợi như bình thường nhá. Chị Oanh ơi, sau khi mà làm lông mày tại IK thì chị Oanh có cảm thấy hài lòng không, ưng ý không ạ chị? Chị hài lòng, ưng ý mà lông mày đẹp và trông rất là tự nhiên. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Oanh rất nhiều ạ. Em mong rằng sẽ được phục vụ chị Oanh và những bạn bè của chị Oanh trong những lần tiếp theo nhé chị nhé. Vâng ạ, hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Bye bye mọi người.